Xin chào anh em nhé, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ lại cho các bạn xem một cậu nhỏ. Mà cậu này thì cách đây mình nhớ không nhầm thì khoảng vào tầm 5 rưỡi 2 năm gì đấy mình đã tặng diều cho cậu này rồi các bạn. Xong rồi. Mình đã từng tặng diều cho cậu nhỏ này rồi. Ở ngay gần nhà mình thôi. Đấy, và cái con diều đấy bây giờ đâu rồi? Con diều chú tặng đâu rồi? Đang ở nhà. Đang ở nhà vẫn còn à? Đấy. Thế ngày hôm nay thì vẫn trong cái đợt nghỉ hè này bố lại cho đi chơi. Đấy. Ngày hôm nay bố cậu lại cho đi chơi lại cho sang nhà mình các bạn ạ. À. Ngày hôm nay thì mình mới tặng cho cậu một con diều này nữa. Đấy, con này thì là của Thanh làm, thiện nhân trẻ Thanh làm để ở đây. Và cũng không phải là của ai cả, đáng là của Thanh thôi, nhưng mà mình tặng Thanh cái con diều kia. Mình Thanh từ hôm Thanh về mình tặng Thanh con diều kia. Thì là Thanh để lại con này không cầm về nữa. Thế ngày hôm nay thì mình quyết định là tặng cả diều cả sáo cho cái cậu này rất là đam mê. Phải nói cậu này cậu đam mê y như mình các bạn ạ. Đi học bố mẹ bảo là học nó không học đâu. À rốt lắm phải không? Đấy, đấy rồi. Bố mẹ bảo đi học nó y như mình, học rốt lắm các bạn. À, ngồi trong lớp chỉ nhìn cái đồng hồ thôi, bao giờ nó hết giờ để đi về mà. Thì đấy, đây là anh em. À đấy, đây rồi. Đấy. Đấy, bố cháu đấy. Thả từ ở đây từ lấy mà bây giờ thì mình mới quyết định là tặng cho cháu nó cái con diều này. Và mang đi test xem nó có lên hay không. Cái này từ lúc Thanh làm đến giờ thì cũng chưa test các bạn ạ. Đấy, từ lúc Thanh làm đến giờ thì vẫn chưa test. Cái bây giờ thì mình sẽ đưa đi test luôn. Con diều này thì có một cái chiều dài là 1m7 các bạn ạ. Con diều này có chiều dài 1m7, bụng hơi bé. Thanh làm bụng hơi bé các bạn ạ. Bé hơn là so với giờ lắp ghép luôn. Đấy, ok anh em. Ngay bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi test nhé. Xem con này nó siêu nặng như thế nào nha các bạn nhé. Đấy, để test được con này thì bây giờ mình phải lấy dây đã. Đấy. Xin chào bố cháu. Đấy, em chào. Ok, đi test rồi. Các bạn ơi, hiện tại cái con diều này, cái con diều này thì nó là đang là nèo giữa. Còn cái nèo này thì chưa thấy chốt. Nèo chưa thấy chốt anh em ạ. Nhưng mà nèo này cao quá. À, cái này xe dịch được. Nghệ nhân Thanh làm mà. Thanh làm cáp quang không được, Thanh chuyển sang làm carbon anh em ạ. Thanh làm diều cáp quang chỉ để cho anh em ném thôi. Wow, con này thì nó siêu trao nhá. Mình đang không biết là Thanh nó làm nó có lên hay không các bạn ạ. Nhưng đại loại là phải thử thì mới biết được. Bây giờ thì con cò này sẽ được cầm dây. Cò này sẽ ra kia cầm dây để chú đâm. Đấy. Hơn 2 năm quay trở lại thì mình tưởng cò này có học giỏi hơn cơ. Thì thực ra thì cậu học như mình các bạn ạ. Ngồi học chỉ xem đồng hồ thôi. Ủa, con này chào lắm, con này đang nặng đít. Con này bị nặng đít rồi. Con này chưa lên nữa. Con này nặng đít lắm. Lên chưa? Con này lên bao giờ chưa? Lên rồi. Con này, rồi đít nó nặng. Con ơi, cầm dây chú xem nào. Nào anh em đi ra đường sau xem con này nó lên không nhá. Cầm căng dây nhá. Căng dây nhá. Nào, mắc loa đeo tai nghe này nhá. Hai bạn, lên. Con lên kìa. Con lên ngay này. Nặng đuôi, vẫn đang hơi nặng đuôi nhỉ. Đi ra đây chú xem à. Bắt lên luôn này. Con này thì không hớt được các bạn ạ. Đứt. Đứt à? Đứt. Đi không phải đứt. À. Đập lại nhỉ. Phong ơi. Thôi nhỉ, đâm lại anh em nhé. Con này mình nghĩ nó không lên cơ. Của mày. Con này con mông một của mày đấy. Thằng cậu này con này đúng ý rồi. Cậu quái lắm. Cậu ra mình chơi cậu thấy con này đẹp đẹp cái là cậu xin ngay. Nhưng mà không làm gì đến thì cũng cho cậu làm gì bằng đâu. Nào lên. Thả dây từ từ thôi, xong đi ra đây với chú. Anh em ơi, mình sẽ đưa các bạn ra đấy để trải nghiệm cùng với cậu nha các bạn nhé. Quê. Thả từ từ thôi. Con này thì dễ lên rồi. Siêu trao. Siêu đảo anh em ạ. Siêu trao siêu đảo. Hả? Ấy là căng đét anh em ơi.
căng lắm. Bây giờ ta thả thêm tí dây nhá. Lại xin cả dây nữa. Các bạn xin diều rồi, xin sáo rồi. Xin cả dây anh em ạ. Tại vì nhà con không có dây. Nhà không có dây á? Toàn dây cước đúc tu à? Thì à? Ôi, con này đảo trao rất đẹp luôn. Chịu gió tốt anh em ạ. Bảo đi. Con này nó trao ghê anh em ạ. Quá trời ghê luôn. Nghệ nhân Thanh làm nhá. Mình lên này. Thế chứng tỏ là Thanh làm. Thanh làm có sản phẩm lên rồi anh em ạ. Theo như mình thấy là con này là rất là thành công trong cái nỗ lực và cố gắng làm diều của Thanh. Thế nhưng mà đến ngày hôm nay thì Thanh về rồi. Thanh về rồi, Thanh không được hưởng sự tình gọi là cái thành quả khi Thanh làm ra này. Con này bây giờ thả cứ như thế này lên thôi. Động dây, động đoạn dây như thế này, nhưng con này chắc chắn nó không kéo được về tận tay anh em ạ. Không quay, đảo thôi. Chịu gió rất tốt. Chưa thấy độ cong của cánh anh em ạ. Sáo kêu nó cứ kiểu như là cái con nghe ấy. Con viên. Anh em đi lên đồng đi, à lên đường đi. Hai vãi loạn luôn anh em ạ. Con diều rất dễ lên. Đầu tiên mình hớt mình thấy nó đảo đảo, mình tưởng nó khó lên. Nó nặng lít. Hóa ra là con này nó chỉ ưa đâm thôi. Đây, khi lên rồi thì thẳng đứng ngay các bạn này. Đấy. Lên rồi thì lại thẳng đứng. Dây đang ở trước mặt mình các bạn ạ. À, dây đang ở trên đỉnh đầu mình. Yeah. Đây. Dây cao chót vót rồi. Đỉnh đầu luôn anh em ạ. Cuối này nó mưa là đẹp đấy. Vào biển là đẹp đấy. Tự nhiên mình lại yêu trời mưa. Anh ngày xưa thì anh trời mưa hay sao, đâm ra đời đông. Đây anh em ơi, khi mà mình đứng lại mình không đi nữa cái nha, lại vươn lên đỉnh đầu à. Ôi, dây đang đỉnh đầu các bạn ạ. Độc đoạn dây nha anh em nha. Anh em nhìn thấy diều không? Đỉnh đầu luôn. Vãi luôn. Quấn nha. Không, mình cứ cuốn vào đây, mình cứ kéo cho tí chú về chú quấn nha các bạn. Đấy, mình chủ yếu là trong video mẹ test để cầm đi. Thích không? Chú tặng con diều thích không? Quá, thế về phải học giỏi lên nhá. Chú tặng cho con diều về mày còn học còn tốt hơn, nên về bố mẹ mắng cho chú ra. Con đang học lớp A, B, C. Năm A4. À bây giờ nó có A1, A2, A3, A4. A4 là thấp nhất đúng không? Sao lại cao nhất? A1 là giỏi nhất đúng không? Xong bắt đầu đến các A khác là học rốt dần đúng không? Thế A4 là học rốt nhất đúng không? Thế đúng rồi chứ mày ở A4 là đúng rồi, nó vẫn còn cao. A4 là cao, cố gắng học là A4 là cao. Kéo đi. Kéo đi, mày nói chơi diều mày phải kéo đi chứ. Cố lên. Người to như hộ pháp ấy. Đấy. Tướng này là giống tướng chú rồi. Như chơi diều này là giống tướng chú rồi. Học có tương lai lắm anh em ạ. Học hành có tương lai. Quá sời là khoái luôn cậu. Đi học chỉ mơ ước nghỉ hè sang nhà chú ba chơi xin diều anh em ạ. Khoái lắm. Năn nỉ mãi hôm nay bố mới cho đi chơi. Nói chung là bố của cháu cũng là người bố tuyệt vời lắm anh em ạ. Rất là chiều con thích cái gì mua cái đấy. Đổi ngược lại để cho học giỏi ấy, nhưng mà mãi học không giỏi được anh em. Thế nào học giỏi được các bạn hiểu không? Không cả. Ôi mỗi người có một cái đam mê. Nhưng mà nói thật với các bạn nhá, mà nói thật với các bậc phụ huynh, con em của mình chơi những con diều như thế này ấy, vào những ngày hè như thế này này thì nó rất là hợp lý. Hơn là cho ra sông bơi này, tắm bơi rất nguy hiểm. Với lại cắm đầu vào điện thoại suốt ngày thì xong bắt đầu rồi lại hư hỏng hết mắt. Cho chơi diều như này rất lành mạnh, buổi chiều như thế này. Các bạn có thể thấy, anh quay vùng quanh cho các bạn. Đấy. Chiều mát như thế này thì cho con ra ngoài đồng thả diều trải nghiệm một lúc để cho nó mát các bác ạ. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Kéo đây, nặng không? Không nặng á? Em phải chơi có mấy mét nó mới nặng. Ê, thằng này ai cho lên đây đấy? Em đưa lên, ngồi trước này. Ngồi trước, thì tưởng nó sẽ bổ lên, hốt cả mình. Đấy, kéo đi, cố gắng kéo tận tay. Mày kéo được tận tay về chú cho con 6 mét ở nhà. Mày kéo được tận tay chú cho con 6 mét. Cho cả dàn bò ở nhà luôn. Ok anh em nhá. Chốt kéo được tận tay cho con 6 mét và con bò ở nhà, dàn bò ở nhà. Quá trời là ok, uy tín luôn anh em ạ. Đến đâu rồi, kéo đi. Nói chung rồi, mình biết
giờ mình ăn kèo chắc rồi thì mình mới... Mà ăn kèo chưa? Hả? Ăn kèo chưa? Mình biết là mình ăn kèo chắc rồi thì mình mới ấy thôi. Nào, nào. Nào, nào. Nào. Ê! Sao? Không được à? Một số người đâm lại cho chú cầm dây vào. Trước khi chú tặng mày, chú cầm dây nó lần cuối. Nó vừa quánh thắt mặt. Có ba cái con này con gì không? Chỉ đi cầm vào chú chấu rồi. Con vương ạ, đừng vương ạ. Đâm ngắn dây quá. Nhìn con vương ạ. Này nào, nó to à. Bảo ấy. Nào. Nó phát nữa. Ui. Ôi nó vào dây chỉ à? Thôi kéo về đi. Đi về chưa? Lại đâm lại. Đừng tay. Thôi tháo đi con đi. Đâm ngắn này nó không lên đâu, cái con này bản chất của nó cứng ấy. Với lại nó bé các bạn, nó nhỏ, nó nghịch lắm. Ok anh em, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình từ đầu đến giờ nhá. Anh em nào cảm thấy video mình hay thì nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh mình chia sẻ kênh nhá. Giáp cầm diều này. Em à, lên đây cho